Dù mình là Sadu và series Skibidi Toilet đa vũ trụ là một series mà mình đã theo dõi rất là sát từ lúc nó mới ra cho đến thời điểm bây giờ. Thì cái series Skibidi Toilet đa vũ trụ này cùng với cái bên vũ trụ gốc là hai series mà mình thấy là hay nhất và mình vẫn lựa chọn để mình xem cho đến thời điểm bây giờ. Thì ở tháng trước trên kênh YouTube Dom Studio, cái kênh mà là chủ của cái series Skibidi Toilet đa vũ trụ, đã ra được đến đó chính là tập đặc biệt số 4, còn ở trong diễn biến chính là tập 41. Thì sau một tháng mình quay trở lại. Rồi, tuyệt vời ông mặt trời. Tập 42, tập 43 và còn có cả một tập tổng hợp hai cái tập này lại. Đó. Thì cái tập tổng hợp này ra mắt quá hợp lý bởi vì là vừa mới ra vào hôm qua so với cái thời điểm mình quay video này. Vậy nên là mình có thể nhảy vào ngay xem cái tập đầy đủ này. Và có lẽ nó sẽ có một số những cảnh mà không có ở hai tập 42 và 43. Đấy, thì thật sự rất là tuyệt vời luôn. Đúng người, đúng thời điểm ở đây chứ đâu. Trước khi vào diễn biến của hai tập mới nhất của cái series này, mình sẽ quay trở lại hai cái tập trước, gọi là để tóm tắt sơ sơ cho những bạn nào mà lâu quá rồi không nhớ diễn biến của hai cái tập trước. Thì ở trong diễn biến chính ở tập 41, chúng ta đã được chứng kiến cảnh các Titan chiến đấu với bên Skibidi Toilet. Và tại đây đã có sự xuất hiện của Titan. Đã có xuất hiện của Titan phản công. Sự trở lại của Titan phản công nhưng bị điều khiển bởi con C-Pen. Đó. Thì ở tập 41 này chúng ta đang có trận chiến của những Titan bên phe đồng minh đang phải chiến đấu để cố gắng ngăn cản bước tiến của Skibidi tận thế, là một con Skibidi có thể gọi là mạnh nhất, đang trên đường hủy diệt tất cả mọi thứ. Trận chiến này đã xảy ra vô cùng căng thẳng đến mức độ tất cả các Titan ngoại trừ Titan Clockman và Titan Pencil Woman còn sống. Thì thật là may mắn bởi vì chúng ta có sức mạnh hưởng ngược thời gian của Titan Clockman đó, để có thể hồi sinh lại tất cả các Titan đó. Và sau khi các Titan được hồi và sau khi bốn Titan này được hồi sinh lại thì đã phải nghe một tràng chửi của Titan Clockman. Chuyện còn tồi tệ hơn khi ở trong làn khói đen. Câu chuyện còn tồi tệ hơn khi đã có sự góp mặt của Titan phản công đến để tiêu diệt các Titan. Thì Titan phản công lúc này không phải là chịu sự kiểm soát của cái phe ở ngoài vũ trụ, và cụ thể là phe của bên chính chủ kênh là Dom Studio, mà lại là đang bị kiểm soát bởi con C-Pen. Đó. Tiếp theo đó đến cuối chúng ta có ngay sau đó đến cuối là một sự xuất hiện của Titan có lẽ là mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử, thậm chí có thể mạnh hơn cả Titan Clockman. Đó chính là Sinister. Đó chính là Titan Sinister Clockman. Thế như mình được biết thì Titan Sinister Clockman này vốn gốc là một Titan Clockman ở một vũ trụ, ở một dòng thời gian khác. Nhưng mà Titan Clockman này đã đi khắp các đa vũ trụ để tiêu diệt tất cả các Titan ở bên các vũ trụ đó, để hấp thụ sức mạnh và trở thành Titan Sinister Clockman như bây giờ. Thì bây giờ Titan Sinister Clockman thì như là cái diễn biến ở cái tập 30-40 này, hay là ở tập season 10 OD, ở tất cả các tập ở mùa 10 mình không nhớ nữa, thì cái con Titan Sinister Clockman này đang bị phong ấn ở trong một căn cứ của bên phe Clockman. Nhưng mà cái phong ấn đấy đã bị phá bỏ và Titan Sinister Clockman trỗi dậy để mà tiêu diệt tất cả các cái Titan ở bên vũ trụ này. Tiếp theo, ở tháng trước thì chúng ta đã xem tập đặc biệt số 4, biết được sự gọi là khó chịu của con C-Pen, không phải là người tạo ra nó, là một Pencil Man. Không biết đây có phải là Chief Chief Pencil Man không nữa. Đó là muốn phản lại. Thậm chí là con C-Pen này nó còn động chân, động tay vào chính cái ông Pencil Man này. Thì sau đó chúng ta được biết rằng là con C-Pen này đã liên kết với phe ngoài vũ trụ, là phe của Dom Studio, để biết được con gái của Skibidi Z-Man, hay còn gọi là Commander, Z-Man Commander rồi, vẫn còn sống. Và con C-Pen quyết định tới để mà quyết định là
tiêu diệt nốt con gái. Nhưng mà Skibidi Commander đã bay tới và ngăn cản ý đồ đó của thằng C-Pen. Thì lúc này nhân vật Mail 09 quay trở lại và đưa ra một đề nghị với Commander là hãy phối hợp cùng với phe đồng minh để chiến đấu chống lại phe thứ ba là phe của thằng C-Pen kết hợp với cả Dom Studio ở ngoài vũ trụ. Thì thằng C-Pen này vô cùng là danh ma khi nó đã tiêu diệt một cái lõi. Đó, nó tiêu diệt một cái lõi gọi là như kiểu vào làm lõi của một đứa gọi là truyền tin của bên phe Dom Studio ở ngoài vũ trụ. À, nó tiêu diệt cái lõi đó xong để đến cuối nó gặp một lõi khác. Đó, nó tiêu diệt cái lõi tam giác xong thì nó gặp cái lõi hình cái này mình nhìn kiểu hình ngôi sao và nó nói rằng là Mail 07 hay là Commander đã giết cái lõi tam giác đó để kích động bên phe Dom Studio là ra quân tiêu diệt bên Skibidi trước khi bên Skibidi kịp đình chiến với phe đồng minh hay là hợp tác với đồng minh để chống lại cái phe bên Dom Studio. Đó, thì đó là tất cả những cái diễn biến mà xảy ra ở tháng trước. Vâng, mang tiếng là tóm tắt lại nhưng mà thực sự là nó cũng khá là dài đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta vào xem tập 42 và 43 của series Đa Vũ Trụ này thôi. Ui trời ơi. Rồi, bây giờ thì kể cả các bạn đã cùng mình tóm tắt lại hết nội dung của những tập trước hoặc các bạn đã bấm qua đến đây để xem thì ok, chúng ta hãy cùng nhau vào xem hai tập mới nhất của series Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ thôi. Let's go. Ở một vũ trụ khác. Cái gì đấy nữa đây? Ok, một thanh niên như kiểu cái này là mình có thể gọi nôm na là Clockman máy à? Cyber Clockman à, đúng không? Đấy là cái mình tự nghĩ ra thôi. Không biết là có đúng tên không. Ê, nhưng mà thật sự nha, mình trước khi mình xem tiếp mình phải nói với các bạn rằng là cái series Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ này á, nó sản sinh ra rất nhiều những cái nhân vật bá đạo với những trận chiến, những cái hiệu ứng kỹ năng rất là khủng bố. Tuy nhiên á, tuy là mình thích mắt thật đấy, thích xem đánh nhau thật, nhưng mà nó nhiều nhân vật quá. Nó đem những cái cốt, nó có những cái cốt, những cái tình huống diễn biến trong cốt truyện á, nó quá là lằng nhằng và rắc rối. Nên là thật sự là đến bây giờ á, mình chỉ muốn rằng là ok, kết thúc nhanh đi. Và đúng là bây giờ là đang là trong cái chương cuối của cái câu chuyện này rồi. Nên là mình muốn là kết thúc nhanh đi. Chứ bất công quá, không thể nào mà theo kịp được cái cốt truyện nữa rồi. Rồi tiếp tục này. Du hành xuyên thời gian vũ trụ các kiểu. Ethan, Mr. 099, do you copy? What is it, Isa? The battle of fate for the multiverse has begun. Trận chiến cho đa vũ trụ bắt đầu hả? What's that supposed to mean? Huh? Điều đó có nghĩa là gì? Isn't that obvious? Listen, I'm really having a tough time here, so please stop playing games and be more specific. Hiển nhiên như vậy mà không hiểu à? Listen, I'm really having a tough time here, so please stop playing games and be more specific. Sinister is free. God. Rồi, Titan Sinister Clockman đã được giải thoát. God, you didn't have to ruin my line. On my way. Bring the others. Tao đi đây. Gọi những người khác đến nữa nhỉ? Oh. Well, there you are. God, I told you you're gonna need more. Did you find it? God. Có vẻ như là có một nhân vật nữa đã xuất hiện và ngăn cản cái nhân vật Cyber hay là Cyborg Clockman này đi vào cổng dịch chuyển. Well, there you are. God, I told you you're gonna need more. Sao mày? Tao đã nói là chúng ta phải cần nhiều hơn thế cơ mà. Did you find it? Đã tìm thấy chưa? Rồi, đó là một câu thoại của cái nhân vật bí ẩn này nói với một nhân vật bí ẩn khác là về cái việc là thu thập những cái món đồ gì đó nhưng có vẻ là chưa đủ. Rồi ok, đó là có vẻ đó là một cái cảnh mà được thêm vào. Thì mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa là sao. Thôi được rồi, tiếp đi. Rồi, quay lại trận chiến này. Titan phản công, chiến đấu với Titan Pencil Woman. Yeah.
Trời ơi, đang quay hết ổ cứng. May quá, cũng mới là đoạn đầu của tập này thôi. Chứ không bây giờ mất công xem hết đến gần cuối tập mới phát hiện ra là hết ổ cứng thì chết. Rồi, xem lại đoạn này nhá. Ôi kìa nè, ôi à. Trời ơi, ngườm nhau kìa. Mời, chặt tay luôn. Gì đấy, gì đấy. Ok, nó mọc tay mới ra. Ê, từ. Cái tay mới mọc ra này của con Titan phản công, nó là một cái tẩy à? Một cái gom tẩy để mà tẩy đi những cái, những cái thứ vũ khí mà con Titan Special Woman nó vẽ ra đúng không? Đúng luôn. Oh, quẹt một cái là tẩy hết luôn ạ. Wow. Đúng rồi. Mình hiểu, ok. Mình đã thắc mắc là tại sao con Titan phản công nó lại có cái kỹ năng, nó lại có kỹ năng mọc ra được cái tay. Rồi, thì bây giờ mình hiểu, quên mất nó là Titan phản công mà nó có thể copy lấy lại kỹ năng của bên cái thằng đối thủ để nó phản cái đòn nó lại. Đúng ta. Nếu mình nhớ đúng thì là như vậy. Cho nên cái đó mình giải thích được cho chuyện là tại sao con Titan phản công nó lại học được cái chiêu của Titan Special Woman là vẽ ra vũ khí, thì bây giờ nó tự vẽ ra cái tay của nó thôi. Ok, nếu mà mình không nhầm là như vậy nha. Mày trông khác nhỉ? Mày trông khác thế nhỉ? Nhưng mà mình không dịch được cái từ đó, nó nói cái chữ gì ở sau câu đó. Rồi buông tha luôn. Ủa sao vậy? C-Pen. Well, yes. Titan Pencil Woman đã lên tiếng và biết được đó là giọng của C-Pen. Điều đó không quá ngạc nhiên bởi vì là cả hai cái nhân vật này, C-Pen và cả Titan Pencil Woman đều là thuộc cái chủng tộc Pencil. Cho nên là nhận ra nhau là cũng là đúng. Cho nên là Titan Special Woman nhận ra C-Pen qua giọng là điều hiển nhiên thôi. C-Pen. Well, yes and no. Ờ, đúng, nhưng mà không phải, nhưng mà cũng không đúng luôn. I'm the pilot of this Titan. Tao là người điều khiển cái con Titan này. My own body is somewhere else. Cơ thể thật của tao chỗ khác cơ. Chief told me what you did. Chief, ok. Lãnh đạo đã nói cho ta biết những việc mà mày đã làm rồi. But I couldn't believe it. Ta không tin nổi. Did you really kill innocent children? Thật sự là mày đã giết một em nhỏ vô tội sao? Đang nói về cái đứa con gái của Commander, Skibidi Commander, nhưng mà thật sự thì con bé đấy nó đâu có chết đâu. That's an interesting topic to discuss, but not for now. Nó là một chủ đề thú vị để mà chúng ta có thể trao đổi đấy. Vâng, và các bạn nhìn đi, con C-Pen nó đang học những cái người lãnh đạo, những người đã tạo ra nó. Đây là cái tư thế đó của mấy cái ông đấy, của mấy cái ông chief. Đó. Jesse, I did my best to convince my father. Đã làm hết sức để mà thuyết phục bố. Đấy là cái ông chief đấy. Vâng, và có mấy cái chữ ở cuối là đang nhắc về cái con Titan Special Woman này mà mình không nghe ra là cái gì. Từ nha. Này, tập 42 này có phụ đề này. Để mình xem là đoạn đấy nó có nói không ta. Đâu rồi? C-Pen. Ok, có phụ đề well, nha. Yes and no. Đâu rồi? Thế thì mình sẽ chuyển qua tập 42 này mình xem đi. Có phụ đề xem cho nó đỡ phải bị thắc mắc với cả khó hiểu. That's an interesting topic to discuss, but not for now.
Ketsi. Ketsi? À, là tên của Peso, tên Peso Woman là Ketsi. I did my best to convince my father, but he disappointed. Nhưng mà ông ấy đã làm tao cảm thấy thất vọng. A shame he couldn't understand my purpose. Thật là đáng buồn khi ông ấy không hiểu được mục đích của tao. Nhưng mà mày thì khác. Different. You and I share something special. Hai đứa chúng ta có những cái thứ đặc biệt. I know you. Tao biết mày, mày biết tao. Chúng ta hiểu lẫn nhau. So please, Ketsi. Nên Ketsi. Join me. Hãy theo phe của tao đi. And together we'll do. Và cùng nhau chúng ta sẽ. Beyond the strongest. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh những kẻ yếu nhất có thể vượt qua những kẻ mạnh nhất. Shut up, you traitor! Mồm đi, thằng phản bội! Vậy, làm điều chuyện. Cái xác của phe phản công bị tiêu hủy dễ thế. Má. Titan Special Woman căng vậy. Phía sau sẽ có Titan Dreamman ở dạng rồng. Rồi, phun lửa. Titan Special Woman đang bị vỡ nát gì đấy. Dùng sức mạnh quá độ à? Còn cái lõi. Còn cái lõi của con Titan cái phản công nữa. Từ từ nha, dùng sức hơi quá nha, phải nghỉ nào. Rồi, ok, thank you, cảm ơn Titan TV Man đã đến đỡ. Cần gọt bút chì à? Ok, hề đấy. Rồi, đưa Titan Metal Woman về nơi an toàn nào. Con. Rồi, nghỉ ngơi đi nha. Thank you, vỗ vai cảm ơn. Trời ơi, anh hùng cứu mỹ nhân như thế mà không ôm người ta được một cái là gì? Vỗ vai vậy thôi hả? Rồi, căn cứ của bên Peso đúng không? Của chủng tộc Peso Man. Đó, Chief này đúng không? Đó đúng không? Chief, ông Chief, ông lãnh đạo này. Mày á, quá sức rồi nha, tí chết đấy. I don't think we'll be able to survive if we don't rest. Theo tình hình tôi đang đoán này thì chúng ta không thể nào mà sống sót được mà không có gọi là trải qua những cái rủi ro như vậy. You're not the only Titan out there, but mày không phải là con Titan duy nhất ở đấy đâu, nên là mà thôi được rồi. Nếu mà nói về rủi ro á. Speaking about risk. Gì đây? Một cái máy, rất nhiều máy bay đang đem theo những cái gì đây? Bộ sạc năng lượng à? Cho Titan Special Woman à? À, nâng cấp. Chief. Nâng cấp súng vũ khí cho Titan Special Woman. Rồi, Chief. Sure about it. Ngài có chắc chưa đấy? Yes. C-Pen's actions and behavior has opened. Những hành động của C-Pen làm tao mở mắt ra rồi. We'll no longer hold back. Nên là từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không kìm lại nữa. Chúng ta phải tung hết sức ra để chiến đấu. Nhưng cẩn thận một điều. Giving up all of our resources for this fight is my decision. Chúng ta dùng hết tài nguyên cho trận chiến này là quyết định của tao. Because I don't want you to push yourself to your limits. Tao không muốn là tụi bay là quá sức. You can drain every last atom of these resources. Mày có thể lấy hết đến cạn hết tất cả cái tài nguyên của những cái cục này. Nhưng không được cái sức đâu. Ta không muốn mất mày nữa. Ok. Chief. About C-Pen. C-Pen thì sao? You're not responsible to carry his mistakes. Ngài không có phải chịu trách nhiệm cho những cái lỗi lầm của nó đâu chứ. Either. Cũng không phải là chuyện trách nhiệm của mày. À, ok. Ê, có vẻ mình đang cảm giác nha. Có vẻ như là như vậy ạ. Mình đang cảm giác rằng là cả con C-Pen lẫn cả cái con Titan Peso Woman này đều là con của ông Chief Peso Man. Kiểu ông Chief Peso Man là Chief Peso Man là bố của cả hai đứa này. Cho nên á là khi mà chúng ta có một cái đoạn đánh nhau vừa rồi thì cái con C-Pen nó mới thuyết phục cái con Titan Peso Woman này là gia nhập, kiểu bọn nó hiểu nhau vì bọn nó cùng là con của
Chief Mensoman đấy, kiểu kiểu vậy á. Ok, chúng ta có những sự nâng cấp cho các Titan. Cùng một lúc tất cả các Titan đều được nâng cấp. Rồi, đây là hết nước hết cá rồi nha. Những chiến binh đặc biệt sẽ hỗ trợ các cậu sau. Vấn đề là làm sao để đến đấy mà không bị gọi là tập kích. Thì thôi, bây giờ thì tao dùng dịch chuyển tức thời đi vậy. Các Titan khác có thể dùng những cái TV để mà tham gia với tao mà. Bọn nó quen, bọn nó biết cái chiêu ấy rồi. Bọn nó có cái counter đấy. Bọn nó sẽ có cái cách để mà đối phó với cái kiểu dịch chuyển TV thế. Chúng ta cần một cái kế hoạch mới. Ok, vậy kế hoạch như nào? Well, I guess dying is a day worth living for. Ok, vậy tao đoán là chết. Chết là một ngày đáng sống. What the hell, câu này hơi khó hiểu nha. Và đây là chính là Chief Drillman, người mà đã gọi là điều khiển hoặc là làm bạn với cả Titan Drillman. Steve and Speaker about to arrive. Steve ở đây là linh hồn của con Drillman, Titan Drillman. Steve and Speaker Steve và Titan Speakerman sắp tới rồi. Seems like we have to go by the chúng ta phải đi theo kế hoạch của bên Pencil thôi. They have enough resources to support the Titans for the final battle. Họ có cái tài nguyên để hỗ trợ các Titan cho trận chiến cuối cùng. Now the only thing we need is a good distraction against the first line of their troops. Ok, từ từ. Tại sao mình lại phải cứ vừa xem vừa dịch cho các bạn nhỉ? Mình có thể là bấm dịch của mình, có thể sử dụng cái công cụ dịch tiếng Việt của YouTube cơ mà. Trời ơi. Ừ, cái này nó cũng hợp lý đấy. Đoạn này nó có, vì nó có phụ đề cho nên là nó sẽ dịch chuẩn nhá. Ừ, ok. Quay lại này. Pencil's plan. Ừ. They have enough resources đó. To support the Titans for the final battle. Đỡ phải, mình phải cứ dịch mồm. Now the only thing we need is a good distraction against the first line of their troop. Okay. Which, I suppose, the elite camera jets will do the job. Last forces will be fired ahead. Mad beaming of the forces on the rim. Okay, các bên TV khá căng bởi vì là Pencil có đủ nguồn lực để cung cấp, mà tại sao hồi trước đây thì không dùng đi, bây giờ mới chịu dùng, hy sinh biết bao nhiêu thứ rồi. Ok, cũng cay là tức là cũng đúng. Why are you shouting at me like I'm the chief? I'm angry too. But we'll have to save that conversation for another day. Tao không phải là một bên bên show đâu mà chửi tao. There's going to be another day. Nếu có ngày khác, ok. Câu nói đó khẳng định đây là trận cuối rồi. Rồi. Titan Dreamman và Titan Speakerman đã quay trở lại. Và Titan Dreamman vẫn giữ dạng rồng nha. Tự đi mày. Ê, cảnh này đang ngầu nha. Cảnh này đang ngầu không? Kiểu các Titan kiểu đứng tạo dáng như kiểu siêu nhân ấy, đúng không? Ra trận chiến cuối cùng không? Cơ thể bắt Titan Dreamman tự lại. Rồi, đưa cho mỗi đứa này một cái khối vuông để di chuyển tức thời. À, đúng rồi, khối vuông mình có kỹ năng khói đen. Đấy là hề đấy. Rồi, trận chiến của Titan Clockman với Titan Sister Clockman. Đúng là dập lưỡi của kẻ vô địch. Chief Clockman. This wasn't what I saw in future. Đúng rồi, hình như để Chief Clockman. Trời ơi, thật sự bây giờ mình không nhớ những mấy nhân vật đấy nữa rồi. Ui, dễ. You have so much confidence. Do you really think you're the source of all Clocks' powers? I am what I say. Okay. Yeah, choáng nha, choáng nha, hơi choáng nha. Dòng thời gian số 1. Chief revived you with a mix of his powers and mine. But the power he stole from me was too much.
Besides Chief himself, it instantly killed them all. You know what that means? You're not the source of all Quark's powers. You're just a tiny piece of me. Okay. He's your father. Huh? Are you trying to be funny? When Chief was still in my powers, I used those few seconds. I slowed the time. Letting those few seconds pass like a thousand years for me. Okay. I made an illusion of the entire multiverse. Yeah. In my head, checking all the possibilities in future, choosing my perfect destiny, leading myself to absolute victory. Wow. Vâng, đây đúng là nghĩa đen của việc là tự bày ra game xong tự chơi. Vai cả trường ạ. Nó tự trong vòng cái số thời gian là vài giây mà nó biến thành là vài nghìn năm, và trong đó nó đi hết tất cả các cái khả năng có thể xảy ra để cho nó chọn được một con đường để nó trở thành mạnh nhất. Trời ơi, man, não to thế nhờ. Đỉnh. Đỉnh thật. Có các bạn thấy không? Thế là mình mới nói rằng là sức mạnh của cái thời gian, tức là sức mạnh của con Clockman trong cái vũ trụ này, nó là bá đạo nhất. Không sức mạnh nào bằng cái kiểm soát thời gian nha. Thấy chưa? Thế nó bá đạo chưa? Chơi game đúng kiểu là chơi ăn gian luôn ạ. Chơi kiểu là xem hết tất cả các cái cách có thể chơi game, rồi lựa trong đó cái cách nào mà mình trở thành bá đạo nhất. Chơi thế thì ai chơi lại mình nữa? Đúng luôn ạ. Tức là ở đây đang là cái dòng, ở đây là đang là những cái sự kiện xảy ra đúng theo những cái gì mà con này nó đã tính toán. Là nó đã chọn là cái dòng thời gian, những cái sự việc sẽ xảy ra đúng là biến con này thành vô địch. Thì thực mình không biết là làm thế nào để mà chơi lại cái đoạn này nữa rồi đó. Mày đòi nha. Infinite boost. Đi. Ê, đoạn này hơi ảo ma nha. Wow. Taste the holy sword. What the fuck? Holy shit. Thật sự là trận chiến này nó lên đến tầm, nó ra đến cả tầm từ vũ trụ nhìn vào là thấy vụ nổ luôn chứ mày bắt cái gì đây? Sao nó anime vãi cả đạn? Tự dưng sức mạnh ở đâu? Vô hạn cái gì vô bành trướng lãnh địa, cái gì vô hạn, cái gì nữa đó. Bây giờ vô hạn sức mạnh đẩy lên như anime, bay đầu của thằng Sinister vạn kiếm chém vào. Cái độ quy mô của cái trận chiến này nó lên tầm đúng là vũ trụ vãi cả trường. Ok, đưa một thời gian để mình khỏe lại. Và ảo ảnh thôi. Mày đánh vào phân thân của tao rồi. Trời ơi, Titan Clockman bị ném đi như con đồ chơi. Tao dùng thanh kiếm này rồi nha, không thể chống lại được.
Okay. Oh! Không tu ngược thời gian được nữa. Có vẻ như là cái đó, cái cục vừa rồi á, nó là cái lõi của con lõi sức mạnh của Titan Clockman. Và nếu không có cái lõi đó thì Titan Clockman không thể dùng cái kỹ năng tu ngược thời gian để phục hồi thanh kiếm được. Hàng nghìn năm. Thousand years I witnessed millions of possibilities. Thousand years I saw those future timelines I died. Ê, biết sao không? Tao biết là mày thấy ăn gian rồi, nhưng mà mày không nhất thiết là mày cứ phải lải đi lải nhải lại về cái việc là ok, tao ăn gian nhá. Tao đã chơi game này hàng triệu lần rồi. Trong 1000 năm tao chơi đi chơi lại rồi, nên là tao biết tao chơi như nào, tao biết tao phải thắng, tao biết là tao sẽ thắng. Ồ, thế những cái lải nhải mệt thật chứ. I only needed one risk, and finally, with this sword in my hand, I'll reach my perfect dominion. Okay. Order the gravity reverse. Đảo ngược trọng lực. Titan Clockman vẫn đang cố gắng nốt. Đúng, cái này là đúng nhá, bởi vì đây là cái kịch bản mà con Titan Sinister này nó đã thấy rồi. Nó biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó rồi, cho nên là nó mới chọn cái đường này. Vậy nên là câu nó nói là đúng, là cho dù Titan Clockman đang cố gắng cái gì đi chăng nữa thì cũng đã được con này nó biết trước, và chắc chắn là sẽ đưa ra thành một cái chiến thắng cho con Titan Sinister Clockman. Thế này thì tao biết rồi. Ok, đó nó hơi khó nha. Mày tao biết mày mạnh rồi, mày đừng có. Ê các bạn ơi, từ từ mình biết, xin lỗi các bạn, mình bấm dừng liên tục, nhưng mà vâng, phải có cái cảnh như này mình mới hiểu được cái cảm giác của mấy thằng phản diện khi mà đánh nhau với mấy thằng nhân vật chính mà có cái chiêu là thông não chi thuật đó. Ừ, cụ thể là Naruto đó. Phải nghe thằng đối thủ của mình nó lải nha lải nhải về kiểu như là sức mạnh tình bạn, hay là về sự quay đầu lại, sự hối cải, sự hoàn lương, thì nó sẽ ức chế như thế này đây. Khi bây giờ chúng ta đổi ngược vai trò lại, thằng bên phe chính diện thì không nói được câu gì. Và thực sự cũng nói không được đâu. Đốt cái mặt dơ lên như này thì nói cái gì. Đó, còn thằng chính diện không có mồm, mặt nó là một cái lỗ đen, thì nó lải nha lải nhải từ đầu tập đến giờ 15 phút nó lải nha lải nhải. Cái đầu thật chứ. And then you will sacrifice yourself. You will reboot everything. After that, in the new world, the multiverse without you, I will begin my perfect dominion. Tức là cái hành động duy nhất mà Titan Clockman bây giờ có thể làm chỉ là reset lại toàn bộ cái vũ trụ này. Tức là sẽ hy sinh bản thân, dùng hết tất cả sức mạnh để reset cái vũ trụ này trở về ban đầu. Thì lúc đấy, ở cái vũ trụ mới đó sẽ không có sự tồn tại của Titan Clockman. Nhưng mà rồi thì Titan Sinister Clockman vẫn còn. Đó mới là cái cách mà để Titan Sinister Clockman trở thành bá đạo. Quá khó thế. Tại bây giờ nó gặp đối thủ và nó nói luôn đây. Tao bày cho mày cách làm nha. Tao bày cho mày cách chơi này. Rồi sao? Mày làm hết cả lúc tao thôi. Chronoverse my ass. Time strike. Ô, chỗ này mới nha. Gì đây? Ý là gì đấy? Đẩy ra một cánh cổng và đẩy Titan Sinister vào đó. Absolute cinema. Absolute cinema. That can't be good. Ethan,
Mr. 099, do you copy? What is it, Isa? The battle of fate for the multiverse has begun. Đoạn này là đoạn nói chuyện với cái đầu tập đặc biệt, cái tập full kia. Nói về cho cái ông Cyber Clockman. Nhưng mà ở đây có vẻ là có cái tên là 099. Can't be good. Ethan, Mr. 099, do you copy? À, Ethan. Ok, tên là Ethan và mã hiệu là 099. Ok, nhắc nhở ông đó. What is it, Isa? Còn đây là Isa. Ok. The battle of fate for the multiverse has begun. What's that supposed to mean? Huh? Isn't that obvious? Listen, I'm really having a tough time. Đúng rồi, đọc luôn này. Be more specific. Sinister is free. God, you didn't have to ruin my line. On my way. Bring the others. Okay. You're welcome. Rồi, sẽ còn những người khác đấy để mà hỗ trợ cứu cho bên đồng minh à? Rồi, tiếp tục nào. Rồi, tàu bay của bên camera đấy để ngăn chặn Skibidi tận thế. Sao mà Skibidi tận thế? Đó là G-Man Apocalypse. Đây là G-Apocalypse của bài Skibidi tận thế. Rồi, hơi khó nha. G-Apocalypse vẫn quá mạnh. Mấy cái máy bay này làm được cái gì? Titan còn chết nữa mà. Mưa tên bão đạn. Thật sự thì mình cũng không có kỳ vọng lắm vào trận chiến này. Ây, không ổn nha. Ok, gặp trượt. Rồi, hỏng cánh rồi, máy bay rồi, xong vỡ nát luôn rồi. Rồi, tàu bay của bên Pencil. Nè, gì là một clip bá thật chứ. Tạo đi đấy, hết giới à. Sao đây. Ê, cái này mới nhá. Wow. Chứ không phải là bọn này ở đầu tập là bọn đó dịch chuyển bằng cái cục kìa, bằng cái cục của bên TV à? Sao bây giờ lại dịch chuyển qua cái cổng được tạo ra bởi bên Pencil Man? Rồi, tất cả Titan đã tới và bay xuống y như là trong Free Fire. Rồi thế nào? Chúng ta có đủ bộ chưa? Đây, Titan TV Man, Titan Camera Man, Titan Speaker Man và Titan Drill Man. Ok. Nhưng mà mình nhớ là bốn Titan này là bị con The Apocalypse này nó tiêu diệt rất là nhanh chóng luôn á. Chưa hiểu là làm được cái gì nữa, mình không tin vào kết quả tốt đẹp cho bên đồng minh của trận này. Rồi, bị bao vây bởi một đống Skibidi. Xoay rất ngầu. Cái này nó cứ kiểu Avenger nhỉ, đúng không? Cái cảnh mà ở trong cái phim Avenger phần đầu tiên á, mà cái cảnh mà các anh hùng đứng lại ở chỗ xong bắt đầu camera xoay vòng xung quanh á, đó. Cái này nhờ em edit hiện lên màn hình nhá, cái đó đúng không? Nhờ em edit đây, hiện đây này, trong lúc anh đang nói cái này đó, hiện lên cái đoạn đó đi. Ngắn đây thôi, đó, ở trên màn hình này đó cho các bạn xem. Rồi, cho xem lại đoạn này. Y chang đúng không? Đó, cũng xoay xinh cảnh này đó. Y hệt luôn. Đi lên trên đi mấy thằng ngu.
Titan Pencil Woman. Yeah, tất nhiên rồi. Đã được nâng cấp. This is all thanks to you, Chief. Cái này không ngờ tới nha. Mình không ngờ tới là với cái bộ nâng cấp, nâng cấp mà Titan Pencil Woman mới được lấy về này, thì bây giờ nó đã có khả năng để vẽ ra những phiên bản Titan trước đây để hỗ trợ. Đấy không? Đúng là những cái phiên bản Titan hồi xưa không? Chứ không phải là phiên bản bây giờ. Oh. Ui, cái này đúng là tạo ra Titan mới luôn. Oh. Cũng hay. Wow. Gặp lại những Titan hồi xưa này. Kinh thật. Titan Pencil Woman bá đạo thật. Cảm ơn vì đã xem. Ê, đoạn cuối vẫn còn nha. Gì đấy? Phát tin của bên đồng minh à? Ôi, cái cảnh, cái gì đây, cái cảnh này là nó phải là từ 1 tỷ năm rồi. Cái cảnh mà chúng ta còn được nhìn cảnh mà mấy anh cameraman cầm cái đố bồn cầu giết mấy con Skibidi. Trời ơi, cái này là từ phút nào này? Ok, chất lượng của cái mặt trong bồn cầu này nó hơi chi tiết quá nha. Ê các bạn ơi, thật sự là cái những cái cục sheet chúng ta dội trôi đi trong bồn cầu là dẫn ra đây hả? Dẫn ra một cửa hàng đồ chơi bán đồ chơi Skibidi hả? Cái cảnh này là trông giống như cảnh ở trong phim Toy Story nha. Secure your Skibidi collection in stores and online today. What the hell? Vãi cả đạn, hóa ra đây là quảng cáo cho đồ chơi Skibidi. Bây giờ từ một cái con quái vật hề hước ở trên mạng, bây giờ nó thành đồ chơi, nó bán chính thức luôn rồi chứ. Ok. Về lại tập full nha. Rồi. Đoạn đánh nhau đây là 20 phút đúng không? Đây, sau khi tạo ra các Titan. Đây. Ok. Ê, từ. Đây, đó này nè. Ok. Anh em, lên. Nhưng mà không biết là các Titan này được vẽ ra thì nó có... Từ anh em bình tĩnh, để bọn nó giải quyết. Các anh em đi chỗ khác đi. À không, ra là vẫn vậy thôi. Vẫn đang lao vào đánh thôi à. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mấy con Titan được vẽ ra kia nó sẽ không có sức mạnh gốc giống như là các Titan kiểu sức mạnh của loa, sức mạnh của TV, thôi miên nó kiểu là không có đâu nha. Đó, thuần túy là một con to xác và lao vào đánh đấm thôi. Đó, búa hay là lưỡi cưa gì đó thôi. Không có những sức mạnh bản chất là đặc thù của các con Titan. Đó, Titan Clockman này, Titan phiên bản vẽ này là không có cái trò tua ngược thời gian rồi. Vâng, để xem là mình có phải sửa lại câu đấy không nha. Mình nghĩ là không có đâu. Chứ không mà vẽ không mà được sức mạnh như con gốc thì bá đạo quá đúng không? Ok, vẽ ra được con Titan Dreamman dạng rồng luôn cũng được. Titan Dreamman dạng thường này. Một cảnh quá hay, hai con Titan Realman phiên bản rồng cùng nhau để sử dụng kỹ năng phun lửa. Rồi, Titan Speaker Man này thì có bắn súng với tôi hả? Yeah. Cái
Cái này nó gọi là cũng hơi hoài niệm đấy. Nhìn thấy các tên thần phiên bản cũ đánh nhau khá là hay. Okay, mỗi Titan phiên bản vẽ sẽ có một đoạn để thể hiện sức mạnh đúng không? Cái làn khói đen đây không biết rồi. Đội đặc nhiệm đặc biệt của phe đồng minh đấy rồi, những chiến binh đặc biệt này. Ok, chúng ta sẽ có những ai đây? Có một TV man này, All War này, rồi ok, camera speaker. Vâng, đây là một plunger cameraman. Rồi, nói như vậy thôi nhưng mà mình thực sự là mình cũng không biết nhân vật này là từ đâu ra nữa các bạn ạ. Không biết là đây là nhân vật mới hay là cũ đã từng xuất hiện chưa. Làm gì đây? Tàng hình đi chứ. Kiểu máy bay này mở ra để cho chúng ta dưới góc nhìn của một anh cameraman trong này nhìn thấy, gọi là giới thiệu nhân vật. Đó, xong rồi cô TV woman kia nhận ra rằng cái này không hơi sai nha. Tàng hình đi mày. Hợp lý. Mình nhớ là còn mấy cái anh khác đó. Còn có cái anh hình như là Assassin Clockman à. Không biết pro lắm luôn á. Mà không nhớ đâu. Ây da, Ranger Man này căng nha. Ok, một anh Clockman. Rồi, đội hình mới. Lên thôi anh em. Rồi, đội này có phải căng đây. Đây. Chúng ta có đây, cái thanh niên mình muốn nói này. Cái niên gọi là Assassin Real Man. Chứ không phải Clock Man, Assassin Real Man. Không biết có đúng tên là Assassin Real Man không nữa. Đi cùng đây là Real Man. Real Woman cuối cùng đúng không? Real Woman cuối cùng của chủng tộc Drill, chủng tộc máy khoa này đó. Ok. Và trên này là có những Last Cameraman, Last Pencil, Last TV Man. Rồi, đây đúng là gọi là, đây là, chúng ta có thể gọi đây là biệt đội, mình cứ gọi biệt đội cảm tử, nghe cho nó hoành tráng thế. Thôi bây giờ chắc là biệt đội, chắc là sẽ là chỉ là đội đặc nhiệm thôi. Đội đặc nhiệm của bên đồng minh. Đây là đội đặc nhiệm số 2, được tạo ra bởi những thành phần có lẽ gọi là đỉnh, gọi là xịn nhất của bên đồng minh rồi. Và lao vào, cái này là hình như là đi thẳng vào một cái máy bay đang chở những cái con Skibidi. Ok, đã đánh thẳng vào trong đó luôn. Ok, hiểu. À, được. Và cái này chúng ta, vâng. Và đúng thật sự lại giống như lần trước. Cái biệt đội cảm tử cũng được kết hợp bởi những cái thành viên khác nhau của các chủng tộc bên đồng minh, lại đột nhập vào căn cứ để tìm hiểu và tiêu diệt cái căn cứ đấy Skibidi. Bên đấy, bây giờ cái này y chang luôn. Lại lặp lại một lần nữa. Ai, thôi nha. Được. Sao tôi cảm giác cái này nó lại là quảng cáo ta? Like, đúng rồi.
Skibbity Collection. In stores and online. Ngươi mà vẫn là quảng cáo mà nghĩ. Rồi và vâng và rồi và ok. Và như vậy là chúng ta đã xong mùa 11 hay là hai tập mới nhất của cái series Skibbity Collection đa vũ trụ này. Thì theo như công bố của kênh Dong Studio thì series này sẽ kết thúc vào tập thứ 50. Thứ 50. Và tập chúng ta vừa xem là tập 43. Vậy thì có nghĩa là cho trung bình là mỗi tháng là có hai tập 43, bây giờ 44, 45, thì bây giờ là hết tập 43 rồi. Hai tháng một tập 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 là phải đâu đấy chúng ta khoảng ít nhất là 4 tháng nữa chúng ta mới kết thúc cái series này. Vẫn còn rất nhiều thứ nữa vẫn cần được giải quyết đây. Được cái là chúng ta yên tâm rằng là mọi cái diễn biến, mọi cái tình huống đang xảy ra đều đã dẫn đến một cái kết rồi. Một tập thật sự rất dài nhưng mà cũng rất là đã, vì mình được chứng kiến rất nhiều thứ xảy ra. Và mình cũng hy vọng là quá nhiều nhân vật rồi, quá nhiều thứ rồi, mệt lắm rồi, không thể nào mà kết nối các sự kiện, các nhân vật với nhau được nữa. Giờ chỉ còn muốn mong là làm sao mà được giết được con Titan Sinister Clockman là một. Thứ hai là tìm hiểu được là cái con cái ông chủ kênh Dom Studio đó là cuối ra mặt đi rồi đánh nhau cuối đi cho nó nhanh, rồi xử luôn thằng C-Pen đi, mệt lắm rồi nhá. Rồi thì các bạn có những cảm nghĩ như thế nào về những diễn biến này của series Skibbity Toilet đa vũ trụ? Hãy bình luận ở bên dưới để mình và các bạn khác được biết nhá. Trong lúc chờ đợi tập tiếp theo của cái series này ra mắt thì các bạn cũng có thể, đây như là quảng cáo của cái series này, các bạn có thể mua đồ chơi Skibbity Toilet ở phần giỏ hàng, phần mua sắm mình có gắn vào trong video này đấy. Bạn nào mà có tiền á thì mới mua nhá, không có tiền thì thôi khỏi phải mua làm gì hết á, qua gặp mình ở bên video này là được. Khi nào có tập sau thì mình sẽ để lên đây luôn. Còn trong lúc chờ đợi thì nó sẽ là một video khác trên kênh Sơn Đủ của mình mà YouTube xoay gacha ra dành riêng cho các bạn. Vậy nên là mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.